khoảng 5-6 lần để mình nhìn xuống cái chân gác phía sau để mà nhìn có thấy cái chân của cái cậu đó hay không. Mình luôn luôn cảm giác là giống như là không có ai ngồi phía sau vậy đó. Trời ơi. Chưa tới nơi đã hủy chuyến rồi. Mẹ bà nó. Đang đi đón khách cho bị hủy chuyến chán thì chứ. Thế ra là mới vừa ra xe luôn á, chưa chạy cuốc nào luôn, cuốc đầu tiên hủy chuyến rồi. Vãi chứ. Ok ok, hello các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu Đường Xó Chợ nha. Hôm nay tiếp tục cái series chạy đêm nha. Đang chuẩn bị đi đón khách gần tới rồi, còn xíu nữa rồi tự nhiên cái hủy. Phá chứ. Giờ chạy vòng vòng đón khách thôi. Hiện giờ mình đang ở trung tâm quận 1. Cuộc đầu tiên chưa tính chào mọi người nữa là đã hủy cuộc. Là khách hủy chuyến rồi. Phá chứ. Rồi tối đêm nay nhắm kiếm được bao nhiêu khách đây? Mỗi lần mà có đơn hủy chuyến, dù là tài xế hủy, dù là khách hủy gì đó, đều bị bóp với tương tác hết. Ngồi chờ cho tính ra nãy giờ chờ cũng hơn gần 2 tiếng á mới được một đơn. Tôi nói nghe nó quá trời đâu. Quận 7 đúng không? Rồi cho gửi chứ. Túi sách này kia quay cẩn thận nha. Rồi ha. À đúng rồi, xe điện ạ. Nó có phần trăm pin mà. Đây hiện giờ là 9 mấy% pin. Chừng nào còn 20% thì về được rồi. À, anh chạy được hơn 100 cây lận. Thằng này là dòng xe máy chứ không phải là xe điện. Toán bằng thẻ rồi đúng không? Anh kiểm tra lại em tại nãy em đặt cái gì. À anh đóng rồi. Rồi. Rồi cảm ơn nhiều ạ. Vô nhà chưa? Rồi mở cửa vô rồi.
chờ bà vô không được. Tự nhiên mình linh tính vậy, coi coi bà vô nhà được chưa. Không hiểu luôn. Nãy có ông tài xế cũng chạy xe điện chạy ngang, hai người lướt qua nhau mà im re không có một tiếng động. Ông nhìn mình mà mình cũng kiểu như đang nói chuyện á, kia mình cũng để ý hai ông chạy ngang mà lướt qua đời nhau mà không có tiếng động, mà hai ông đều là hai ông tài xế công nghệ. Nếu mà Sài Gòn này ai cũng chạy xe điện hết thì nó như thế nào ha, kiểu nó yên tĩnh đó. Thôi quay về quận 1 tiếp. Mình chạy khuya thì cứ auto vậy đó, mình khách đi đâu xong rồi mình quay về quận 1 mình chờ. Tại vì quận 1 là cái nơi có thể là đón được khách nhiều nhất nên mình hay tập kết ở đó. Thì chứ cái nỗi khổ của mấy ông xe ôm là đang chạy xe mà bị đau bụng. Trời ơi, hồi chiều biết ăn trúng cái gì mà cái bụng nó đau quá. Mỗi lần đau bụng là mỗi lần tốn tiền uống cà phê. Xin tì 5-10 phút kiếm quán cà phê vô mua cà phê với lại đi vệ sinh cái. Đang chạy xe ôm mà bị đau bụng là thấy lỗ tới nơi rồi. Ủa, rồi cái quán cà phê là bên nào ta? À, đây. Đổ xe đâu được ta, mua đem đi. Đây ha. Một phút đau bụng tốn 42 tiền cà phê. Tính ra cũng không hiểu luôn, mình có làm cà phê mang theo sẵn rồi. Đây nè, cà phê của mình là mà tự nhiên mình lại mua thêm cà phê nữa là sao ta? Tại sao mình không mua một cái món gì khác ngoài cà phê? Để coi cái nào ngon hơn. Lâu lâu đổi vị cà phê ngoài cũng được. Thường cà phê mình pha ở nhà mình đem đi, quen rồi, uống cà phê nhà quen rồi. Lâu lâu cà phê tiệm thì nó hơi không khó quen uống chút xíu. Thôi gán uống hết ly này. Còn cái này thì cất. Ví dụ hồi nãy kiếm cái gì ngon ngon uống cho nó đỡ ghiền. Lâu lâu được đi mua nước một lần. Bình thường mình đi làm là mình sẽ đem theo một chai nước trong ba lô á, với một cà phê pha sẵn ở nhà, bỏ vô cái ly cách nhiệt á. Uống được tới sáng luôn. Lâu lâu đau bụng thì mình uống thêm ly nữa. Thanh An đúng không ta? Cho em gửi nha. Vào đây đúng không? Mình ở chỗ nào? À.
thanh toán rồi đúng không? Rồi, cảm ơn nhé. Cậu anh niên nó giống như thất tình vậy đó, vẻ mặt buồn hiu. Hoàn thành đơn, thu nhập thực tế 21 đồng. Mình đi nhà thờ Bình Tân đúng không? Nhà thờ Bình Tân đúng không? Không phải hả? Mình đi nhà thờ đúng không? Rồi đây. Rồi ha. À bên kia ha. À rồi rồi. Ngay Lotte luôn ha. À đây. Rồi cảm ơn của mình 39.000. Rồi chờ xíu nha. 10 ha. Rồi cho gửi. Cảm ơn nhiều. Hoàn thành đơn. Cậu anh niên đó nhỏ con ốm nữa mà ngồi phía sau. Mà mình cảm giác giống như là cậu ta không có ngồi vậy đó. Trời ơi. Chuyến đi từ từ quận 1 về lên nhà thờ này nè. Này là ở Bình Tân. Mười mấy cây. Mà mình phải khoảng 5-6 lần để mình nhìn xuống cái chân gác phía sau để mình nhìn có thấy cái chân của cái cậu đó hay không. Mình luôn luôn cảm giác là giống như là không có ai ngồi phía sau vậy đó. Trời ơi. Mình phải chỉnh hai cái kính chiếu hậu để mà mình nhìn thấy phía sau, mình vẫn không thấy được bạn ấy, thì bạn ấy quá trời ốm. Mà lại nhẹ nữa, khó thấy, rất là khó thấy. Mỗi lần mà dừng đèn đỏ xong mình chạy đi là mình phải nhìn xuống cái, nhìn ngược về phía sau, nhìn xuống á, nhìn xuống cái chân gác á, để coi có cái chân của cậu ta hay không. Đôi khi tôi hoang mang thiệt sự. Tôi không biết là có ai ngồi trên đó hay không, mà cậu ta nhẹ lắm, nhẹ tơn à. Ít khi mình chở người nhẹ mà mình cảm giác mà không có ai ngồi phía sau, cảm giác vậy luôn, mình phải nhìn liên tục. Alo, mình ra nhận đồ ăn giúp nha. Dạ rồi, đợi em cái nha. Dạ dạ. Đường food này thu nhập thực tế 11.680 đồng. Ủa, mình lấy đồ ăn cho Quỳnh hả? À rồi, gửi nha. Nữ alo mà nam đã lấy. Tôi tưởng đâu ai không. Hết hồn. Mình cứ tưởng nó lộn người không.
hết hồn. Cái con đường này ban ngày thì không có cái gì, ban đêm thì nhìn ớn lạnh thiệt sự. Nổi cái da gà hết. Trời, giữa một cánh đồng không hôi quạnh nằm đấy hả? Ờ, chị có phải ngay cái nhà có cái cổng màu vàng bành kia phải không? Dạ không, cái nhà trọ luôn, chính kế bên cái hội thánh Đức Tiết vậy anh. Sao đỉnh là định vị ngay đâu đây ta? Cái dãy nhà trọ luôn, chính thích vô trong một chút. Địa chỉ là 711B đúng không? Dạ đúng rồi, đường qua đèo 711B. À, chạy lên xíu nó, chạy lên xíu nó coi phải không? Dạ, chạy lên đi nha đâu. À, được. Dĩ nhà trọ hả? Thề luôn, ban đêm cái đường này nhìn ớn thiệt. Chắc ở đây quá. Em tên Hiền đúng không? À, anh tưởng nó nằm ở dưới kia. Rồi anh cảm ơn nha. À, ở trò khu này rồi sao đi dám đi về đêm trời. Cái đường nào mà đi ngang mà nghe tiếng ảnh ương hay ếch kêu rồi tôi sợ rồi. Hoàn thành đơn hàng. Đó, mọi người nghe không? Mà cái căn này công nhận xịn ha. Nguyên khúc đất có nguyên cái căn, đóng cửa bích chịch luôn, không biết trong đó là cái gì luôn. Đỉnh thiệt. Anh về quận 4 đúng không? Đây. Nó khó ghé. Chỗ này anh đứng hoài. Em cứ tưởng đâu có anh bị công an bắt không. Thường mà khách đặt ngay đây là hay bị công an bắt đó. Hải này với lại cái xe điện, cái xe xăng nào nó lợi hơn cho mình dùng tài chính hơn? Đương nhiên là điện nó lợi hơn rồi. Mà mình đóng tiền điện một tháng thì sao? Sạc đầy bình có 11.000 à. Chạy hơn 100 cây thì 100 cây nó cũng kiếm được khoảng 300 mấy 400. Còn cái bất tiện ở chỗ là khi nào gần hết điện thì mình phải về sạc, nhưng mà mình phải ngồi chờ 4 tiếng lận. 4 tiếng hả? Đúng rồi, sạc đầy bình là phải 4 tiếng lận. Còn nếu mà thay một cái cục pin khác ở một cái cửa hàng như Vinmax thì nó có không? Không có đâu. Hồi xưa thì kiểu như thay pin thì có, nhưng mà không mà bây giờ không có đâu. Trước đúng không? Dạ dạ dạ.
Rồi thanh toán thẻ rồi ha. Rồi cảm ơn anh. Hoàn thành đường. Mấy ông có tin là xe ôm công nghệ này là cái nghề gọi là cứu khổ cứu nạn không? Tại vì ai thất nghiệp thì cứ ra chạy xe ôm. Nhưng mà điều kiện để mà được chạy xe ôm thì nó cũng hơi khó khăn đối với những người khó khăn. Là mình phải cần một chiếc xe và một chiếc điện thoại có thể sử dụng được nhiều ứng dụng và một số giấy tờ nữa. Ví dụ những người mà lao động mà kiểu như lang thang đầu đường xó chợ thì không có giấy tờ tùy thân thì coi như là cũng không có làm được luôn. Hơi khó ha. Nhưng mà trước khi thất nghiệp thì các bạn ngoài cái chiếc xe ra và chiếc điện thoại ra thì mà trước khi thất nghiệp thì các bạn phải chừa lại 1 triệu bạc nha, để làm vốn nha. 1 triệu bạc đó để đi đăng ký đăng ký một tài khoản với mua quần áo đó. Thì mới chạy xe được. Rồi hôm nào mà không có tiền thì cứ bắt xe ra ngồi chờ. Bạn chờ 1 tiếng 2 tiếng ít nhất cũng có 1 đơn 2 đơn cho bạn à. Đó. Không đơn ít thì đơn nhiều. Thất nghiệp thì cứ ra chạy. Nên mình gọi cái nghề này là cái nghề cứu khổ cứu nạn là vậy đó. Hello, em tới rồi ạ. Alo, em tới rồi ạ. Rồi, em à, dạ. Rồi ha. Đây ha. Của mình 45.000. Năm chục, sáu chục. Cảm ơn nha. Cho anh xin cái nón nha. Rồi cảm ơn nhiều. Hồi nãy chờ khách mà buồn ngủ luôn á. Rồi khi mà kiểu như không có gì làm ban đêm á, ngồi nghe nhạc rồi ngồi ngắm đường một hồi cái buồn ngủ. Mình có đem theo cà phê á nha, mình có làm cà phê sữa mình đem theo mình uống á. Nhưng mà buồn ngủ thì nó buồn ngủ à. Không thoát được. Chừng nào ngủ được chừng 15 phút hay gì thì mới tỉnh được. Nhưng mà đó giờ chưa vô trưa, giờ mình ngủ ngoài đường. Kiểu nằm nghỉ thôi chứ không có nằm bẹp dưới đất thì có, chứ mà chưa bao giờ ngủ. Tại vì trong người mình đồ điện tử không à. Lỡ mà ngủ sai quá cái rồi không còn cái gì để chết luôn á. Bây giờ quay về trung tâm tiếp nha. Ban đêm thì chỉ có vậy đó, chạy
thả khách xong rồi quay về trung tâm. Có nhiêu đó làm tới. Đang ngồi chờ khách. Có cái bà chị. Bà chị này không biết bà ở đâu ra nhưng bà kết bạn mình. Bà hỏi mình là mình có trên thiên địa không? Cái mình cũng lộn ai rồi ba đó. Mình không biết là mình có chở cái bà nào tên Kiều Trinh hay không đó. Nhưng mà bà kết bạn với mình theo cái phương thức là có trên số điện thoại trên di động á. Bây giờ bà hỏi mình giờ sao giờ mình chưa ngủ, mình trả lời sao giờ đây mọi người. Trả lời sao giờ đây. Avatar này không biết có phải lấy trên mạng xuống không. Này ở nước ngoài nè. Này chắc lấy trên mạng xuống rồi. Khoan để coi nhắn cái gì vậy ta. Mà sao bạn chưa ngủ. Đã khuya rồi bác chưa ngủ. Cuộc sống mưu sinh. Cuộc sống mưu sinh nên chưa ngủ. Trả lời gì được không ta? Thôi trả lời vậy đi. Tôi nhớ tôi có chở ai tên Kiều Trinh không ta? Tôi chở nữ nhiều nhưng mà tôi không biết chở ai. Chắc có thể là mình có gọi, mình tới cái mình gọi, mình đón bà này xong mình gọi số xong cái bà có tương tác gì ở cái dưới ở trên thiên địa đó thì thành ra chắc bà kết bạn nhầm á. Bà hỏi mình. Ngồi chờ khách giống như là chờ thời vậy đó. Alo. Ok, thấy anh rồi. Rồi, thấy. Mình về Điện Biên Phủ đúng không? Rồi ha. Nào chị nha. Làm nữa ha. Làm em này đúng không? À rồi. À. Thẳng đi luôn ha. Cảm ơn ạ. Hồi nãy mới chở chị khách kia về xong thôi mình chạy về luôn nha mọi người ơi. Đã bụng quá trời là bụng rồi. Hồi nãy chở bả mà ngồi nhíu vô chịu không được. Mà hiểu cái cảm giác mà bị chọc bụng á. Trời ơi vô chở khách nữa. Chịu không nổi. Thôi bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip khác. Bây giờ tranh thủ chạy về. Hồi nãy kêu bắt đầu về xã rồi nhưng mà vẫn còn bị đau bụng. Rồi nay kết thúc video sớm, giờ này cũng 2 giờ mấy hơn rồi.
về luôn cho rồi đi chứ chở khách mà trong tình trạng vậy hoang mang quá. Ngồi chở khách mà đổ một hồi hộp luôn. Thôi bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở những clip khác nha. Mọi người thương mình cho mình một like, một subscribe những cái kênh mình nha. Bye bye mọi người. Ừ, còn đèn đỏ nữa.